Quá là dễ luôn á cả nhà, làm cái cách này rất là dễ luôn. Yes. Thấy thành công không? Yeah. Rất là ngon. Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Linh Linh Infants. Mọi người thấy gì không? Đây là hạt dẻ nha. Nhìn đã không? Quá trời. Linh Linh nhặt hạt dẻ nha, rất là nhiều ở gần khu nhà của Linh Linh. Và hôm nay Linh Linh sẽ quay một cái video để chỉ mọi người về cái cách rang hạt dẻ với bơ. Ăn hạt dẻ theo kiểu Pháp nha mọi người nhà, rang hạt dẻ với bơ. Linh có rất là nhiều hạt dẻ, nhìn nè. Quá trời quá đất. Đây. Nhìn mê không? Đây. Đầu tiên Linh lấy một cái mẫu nhỏ như thế này. Linh ngâm 20 phút trước khi làm nha mọi người nha. Và trong quá trình mà khi mà mình bỏ cái hạt dẻ vào á, cái những cái hạt lép, những cái hạt hư á mọi người, nó sẽ nổi lên trên như thế này nè. Đây là những cái là hạt lép đã bị những cái con mọt nó ăn rồi, nên mình phải bỏ ra nha mọi người nha, chứ mình không có ăn được. Nhiều mà mọi người, bỏ không có sợ luôn á. Thiên nhiên ban tặng cho một đống hạt dẻ luôn đó. Mình ngâm 20 phút, cái này thì Linh đã ngâm sẵn rồi nè. Ngâm nước thì mình chỉ bỏ vào nước rồi mình ngâm thôi, không có cái gì là khó, nên là Linh đã ngâm sẵn để cho cái video nó nhanh gọn lẹ nha mọi người nha. Yes. Và bây giờ thì mình đi rửa, phải rửa kỹ cái hạt dẻ trước khi chế biến nha. Sau khi ngâm 20 phút ra thì cái chất dơ nó cũng ra rồi, nhưng mà mình phải rửa cho thật kỹ. Rửa, đổ nước. Trời mà lạnh như thế này ăn hạt dẻ rất là ngon nha. Ngồi nhà mà đắp chanh mà ăn hạt dẻ là chắc quá đắt rồi. Đặc biệt là với bơ nó thơm thơm nữa. Mình rửa cho thật kỹ nên là mình rửa 2-3 lần luôn nha. Mình bóp, bóp cho nó kỹ nha. Hạt dẻ này là hạt dẻ của nghệ thiên nhiên. Đó. Xong rồi. Sau khi mà ngâm hạt dẻ 20 phút xong rồi, rửa hạt dẻ sạch sẽ, mình lấy cái thớt mình khứa này nè mọi người, để trên thớt nó dễ hơn. Mình quay gần cho mọi người thấy nên là đó. Đó. Khứa tròn như thế này nha, để cho cái hạt dẻ nó dễ ra hơn đó. Một khăn tròn như thế này để cho nó dễ ra nha. Mình rang lên á, cái nó tách ra làm hai ra rồi mọi người. Yeah. Mình tiếp tục nha. Khi mà ngâm xong rồi á, nó sẽ rất là dễ khăn tròn nha mọi người nha. Nếu mà không có ngâm á, thì nó sẽ rất là khó. Và mình tiếp tục mình khoanh tròn đến hết cái đống hạt dẻ này nha mọi người nha. Còn cái đống này để mình chế biến đồ khác này, Linh sẽ quay những cái video khác cho mọi người xem nha. Này tiếp tục. Mọi người cẩn thận khi làm là nó rất là dễ đứt tay, nên là phải ngâm hạt dẻ trước nha. Đó. Đây này cả nhà. Sau khi mà cắt nó ra thì nó như thế này ha. Và mình được như thế này. Và bây giờ mình đi rang nó nha. Hãy cùng Linh vào bếp rang nó nào. Mình bật lửa lên, lửa số mạnh. Mình đổ miếng nước vào, xíu nước vậy thôi nha mọi người nha. Tầm nửa cái ly này đó. Mình bấm lửa thật là mạnh cho nó sôi nước lên. Linh sống ở Pháp nên Linh chỉ mọi người cái cách làm hạt dẻ ở Pháp nha. Hạt dẻ rang bơ thì mình có phải bỏ một chút xíu bơ. Đây. Mình trộn trộn như thế này, mình để, mình chờ nha mọi người nha. Giống như mình luộc trước á mọi người, nhưng mà mình không có bỏ nhiều nước nha. Nếu mà mình bỏ nhiều nước thì tại vì cái hạt của mình đã tách hai ra rồi nè. Nếu mà mình bỏ nhiều nước thì cái chất vitamin nó sẽ đi biến mất nha. Nhiều nước quá thì nó không thể hút trở lại vào được. Rồi, mình cứ mình làm như thế cho đến khi nào nó khô nước nha, để nó khô nước. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái hạt dẻ của mình nó mềm. Thích lắm. Ăn của mẹ thiên nhiên mọi người ạ. Mẹ thiên nhiên ban của mình chỉ có công thôi. Mọi người nhìn thấy nè, khi mà cái hạt dẻ nó tách làm hai ra nó như thế này nha. Và chút xíu nữa khi mà mình nấu xong á, nó sẽ rất là dễ để mà bong tách. Yes. Ở Pháp ăn hạt dẻ theo kiểu Pháp nha, nhưng mà Vinh Linh sẽ làm những cái video về hạt dẻ kiểu Việt Nam nữa. Năm nay Linh có nhiều thời gian hơn so với những năm khác, nên là Linh đi nhặt hạt dẻ
mà xung quanh nhà Linh nó quá trời luôn á mọi người, nên là mình phải tận hưởng của thiên nhiên. Ăn hạt dẻ nó có rất là nhiều vitamin, nó có rất là nhiều chất bổ trong này, nên là lại miễn phí nữa mà. Đâu có cần phải đi mua đâu, miễn phí nha, miễn phí hoàn toàn. Mình đã lựa những cái hạt dẻ nó thật là bự nha. Còn cái trái hạt dẻ nào mà nó nhỏ quá thì mình để mình luộc. Mọi người thấy không, hạt dẻ nó rất là bự. Rồi, nó cạn nước thì mình nhỏ lửa lại rồi mình rang nha. Rồi, bắt đầu mình rang. Nhìn nè, mà nó bắt đầu nó tróc tróc ra rồi nha, rất là thành công. Yes. Bây giờ thì mình cho bơ vào để Linh trộn nha. Mình rang với bơ mà, nên là mình cho bơ vào, không có cần nhiều nha. Nếu ai đó mà không có muốn ăn bơ thì mình không có cần phải bỏ bơ ra, mình ăn theo kiểu Việt Nam thì mình cứ mình làm y chang như vậy, xong rồi mình tiếp tục mình rang đến khi nào mà cái hạt dẻ của mình nó vàng, nó bong tróc ra là được nha. Mình thì mình thích ăn có bơ, và tại vì nhà mình á nó có cái văn hóa ăn bơ, mình là người Vũ Tông mà, nên là có cái văn hóa ăn bơ, nên là để cho tôm ma, để cho ạc nô mà ăn á mọi người, thì mình bỏ bơ vào, mình nấu theo kiểu Vũ Tông, mình nấu theo kiểu Pháp. Cứ thế mình rang như thế này, mình để trên bếp mình rang đến khi nào mà nó chín thôi đó. Nó khác chỗ là nó mình bỏ thêm bơ thôi. Mình bỏ thêm bơ á thì nó sẽ có cái vị béo của bơ á, rồi bị mùi của cái hạt dẻ đó mọi người, nên nó sẽ rất là ngon nha. Rồi mình cứ mình làm như thế, mình phải trộn đều nha mọi người nha, mình luôn trộn. Cái hạt dẻ của mình nè, nó dần dần nó tách ra rồi nè, rất là thành công nha. Và nó sẽ rất là mềm, tại vì mình có cái đoạn mình luộc rồi, nó sẽ rất là mềm nha. Ở Pháp nó có rất là nhiều hạt dẻ, rất là nhiều, bởi vậy nên là nếu mình không ăn thì nó phí quá. Yes. Nên là phải ăn ha. Để ăn những cái loại hạt vừa tốt cho sức khỏe, vừa đỡ tốn tiền nữa. Mà nó mùi nó ngon lắm kìa. Linh thấy nó nhiều người nói là nó ngon như hạt mít, nhưng mà Linh thấy nó ngon hơn hạt mít nha. À? Sau một hồi để lửa nó nhỏ nhỏ mình rang á, thì cái bơ nó bắt đầu nó lên, nó thơm dễ sợ luôn mọi người, nhìn nè. Rất là ngon nha. Và nhiều hạt nó tách ra luôn rồi này mọi người. Nó vàng rực rỡ như thế này này mọi người. Mình bỏ nó vào cái tô nha. Yeah. Mình tắt lửa và mình chờ nó nguội rồi mình mới ăn. Chứ nếu mà mình ăn bây giờ là nó sẽ rất là nóng và nó phỏng da nhỏ. Rồi sau một hồi chờ thì đây là thành quả nha cả nhà nha. Thành quả. Bắp nó rất là giòn nha. Rất là dễ. Nó tách ra rồi nè. Rất là dễ tách nha. Cái này nữa. Quá là dễ luôn á cả nhà. Làm cái cách này rất là dễ luôn. Rất là bùi, rất là ngon, rất là thơm, thơm mùi bơ. Linh mời cả nhà. Cái video về cái cách rang hạt dẻ với bơ đến đây là hết nha cả nhà nha. Linh xin chân thành cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi. Mọi người có thể bỏ bơ hay không bỏ bơ theo tùy ý. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt. Mọi người nhớ để lại một like và đăng ký kênh nha.